bây giờ này em thắng nó nữa rồi, bắt hai giáp. Bây giờ quay sau thắng. Bây giờ quay mấy chiếc xe. Mày làm gì giờ? Anh quay méo vậy xong rồi đứng quay 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 trở thẳng nè. Cho nó là quen biết cái nào đủ ok nhớ nó bán tiệm vàng cái con lớn này nó cũng quen vậy à, là chống nuôi con luôn đó nha. Anh có anh quay lên mốt về anh già anh miếng miếng nữa em mốt em cho anh đi theo phụ coi nha. Thôi dẫn thôi ai nữa không vậy bực tiền bốn. Tối rồi sẽ thích chân thôi.
Đo vô lấy hoàn kết đó mà. Đưa đi bình thường không sao. Thị hoa tươi Đà Lạt trở về quầy có việc cần xé lại. Xin mời chú thị hoa tươi Đà Lạt trở về quầy có việc. Chuẩn bị gói luôn. Rồi dịch sắp tới rồi. Ở ra đó. Thanh sống chén quá thấy nè. Lên xe rồi đó nó dằn đi công tác. Nói tao tao sẽ trả lời. Hỏi đâu sẽ trả lời. Ở siêu thị có chấp nhận thanh toán Momo luôn.
bắt đầu đó. Em mới rung cái này. Nói nữa chọc tao đâu giờ mày mới về chịu đi. Đi với cũng nha. Nói chào. Không. 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 Không.